Thưa quý thính giả, mới đây, trong một bản tin của Thông tấn xã Việt Nam, có nói về việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đề nghị Ban Bí thư kỷ luật một tướng công an. Điều khiến dư luận quan tâm là trong bản tin đó không nêu rõ lý do kỷ luật, trong khi theo dư luận tại Đà Nẵng và Hà Nội, thì vụ này có liên quan đến một quan chức đứng đầu Thành ủy Đà Nẵng. Mời quý vị cùng Việt Hùng tìm hiểu. Theo những nguồn tin ghi nhận từ Hà Nội, vị tướng công an được đề nghị kỷ luật là thiếu tướng Trần Văn Thanh, Chánh thanh tra Bộ Công an, nguyên giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng. Theo ông Đỗ Xuân Hiền, nguyên huyện ủy viên, nguyên trưởng ban kinh tế Đà Nẵng, người theo cách mạng từ năm 14 tuổi, nguyên đại úy quân đội nhân dân Việt Nam, phụ trách công tác chính trị với 30 năm tuổi đảng, thì việc kỷ luật vị tướng công an này có liên quan đến những đơn thư tố cáo tham nhũng nhắm vào ông Nguyễn Bá Thanh, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Trong cuộc tiếp xúc với đài chúng tôi, ông Đỗ Xuân Hiền đưa ra nhận định. Ông là thiếu tướng Trần Văn Thanh, cục trưởng cục thanh tra của Bộ Công an. Đã quy ông có tội là xúi dục cho một số người như đòi tự do dân chủ. Dính vô vụ án gọi là lợi dụng quyền tự do dân chủ để khiếu nại tố cáo. Hậu quy cho cái tội đó. Trước đây, ông là giám đốc công an thành phố Đà Nẵng. Ông mới đưa lên một vụ tham nhũng của Đà Nẵng. Tổ chức điều tra vụ tham nhũng đó là ông Nguyễn Bá Thanh. Là lúc bây giờ là nguyên chủ tịch thành phố Đà Nẵng, tham ô cả hàng mấy chục tỷ, nhưng cuối cùng sau khi là ông Nguyễn Bá Thanh ông được trên trung ương cái bộ chính trị bôi trai cho ông Nguyễn Bá Thanh, ông Trần Văn Thanh ông cho tung ra tất cả toàn bộ tài liệu tham nhũng của Nguyễn Bá Thanh, thì ông có thể ông đã thấy cái bãi bãi là công quan bãi bãi mà của ông Nguyễn Quốc Dũng viện trưởng viện sát Đà Nẵng tí ông đã biết rồi, thì từ lúc đó là họ bắt đầu là cho là ông Trần Văn Thanh là đưa nó ra đi xúi giục là bôi nhọ lại là lợi dụng tự do dân chủ đưa ra những cái mà không giống trước đây ra mà đến hiện nay cái việc đó dân tôi nó yêu cầu phải làm rõ đó, làm rõ việc không giống cách đây 5 năm và thâu giống đó mấy chục tỷ đồng của dân lấy cả đất của dân chia lô bán để lên lời. Đó là nhận định của ông Đỗ Xuân Hiền, nguyên trưởng ban kinh tế Đà Nẵng, người mới đây được mời làm nhân chứng trong phiên tòa xử một quan chức công an ở Đà Nẵng là thiếu tá công an Đinh Công Sát với tội danh giải truyền đơn, tổ chức xúi giục, tố cáo sai sự thật trước kỳ bầu cử quốc hội tại Việt Nam. Với dư luận, việc loan tin kỷ luật đảng với một vị tướng công an phần nào cho thấy đang có những tranh chấp quyền lực trong nội bộ Đà Nẵng và xa hơn nữa là trong hàng ngũ lãnh đạo Trung ương. Đưa ra lời bình nói riêng trong vụ kỷ luật một số quan chức công an và lãnh đạo các tỉnh, ông Lê Hồng Hà, nguyên Chánh văn phòng Bộ Công an, phát biểu. Nó đang biểu hiện cái cuộc tranh chấp mâu thuẫn giữa các thế lực, chứ nó không phải là nằm trong cái vấn đề mà đấu tranh chống tham nhũng. Và nếu có xử lý một hai người công an hay là cái ông bí thư tỉnh ủy Cà Mau, cái đó chỉ là một trong hàng trăm vụ việc. Như tôi nói về cái ông Võ Thanh Bình của Cà Mau, đấy là một thái độ nhu nhây, có phần dung túng. Đáng nhẽ ra đó, với cái phẩm chất của ông Võ Thanh Bình đó, thì dứt khoát đó, nhẹ nhất là phải khai trừ, nếu chưa phải là khởi tố. Chứ còn bây giờ đây là chỉ tìm cách là cho ông về hưu, thôi cái chức ủy viên trung ương, thôi chức bí thư tỉnh ủy, thì gần đây là thôi cái chức chủ tịch hội đồng nhân dân. Đấy là biểu thị một cái thái độ có tính chất dung túng. Đấy là một cái thái độ chứ không phải là một cái quyết tâm gì ghê gớm về vấn đề chống đấu tranh chống tham nhũng đâu. Nó chứng tỏ ra là các ông chỉ đánh bên dưới thôi chứ còn đánh bên trên là các ông gây nhớ với nhau. Ông nói đó chỉ là những con tốt để sử dụng trong cái việc tranh giành quyền lực, cái quyền lực ở đây đó thì chỗ của ông bí thư Đà Nẵng là vấn đề tranh giành quyền lực. Đồng quan điểm với ông Lê Hồng Hà, ông Đỗ Xuân Hiền đưa ra lời bàn. Thế mà ông Nguyễn Bá Thanh ông được là trên bộ giải ông mạnh hơn, mà ông Nguyễn Bá Thanh ông từng tuyên bố rằng ông là có người bảo vệ ông. Ông Trần Văn Thanh á, tuy là ông thiếu tướng nhưng mà cái cỡ bảo vệ ông không có. Có liên quan đến Đà Nẵng cách đây không lâu bắt ông Đinh Công Sát. Đinh Công Sát hả? Ổng là họ bắt họ nhốt ông như là giờ họ thả ra, vừa rồi họ đưa ra xử ổng. Ổng đứng lên nha, ổng nhận tội hết. Nhưng mà thì thật cái nhận tội của ông Đinh Công Sát đó thì chúng tôi thấy chẳng qua là một quân bài mà thôi. Trước phiên tòa tôi cũng bị liên quan, tôi cũng bị mời, tôi bị tụ tập tới phiên tòa. Nhưng người ta không cho tôi phát biểu. Đưa ta chục lần họ không cho tôi phát biểu, chỉ lên ngồi đó thôi. Phiên tòa xử cái vụ Đinh Công Sát. Nhưng mà phiên tòa đó họ không xử được. Họ xử 3 ngày, mà xử mới 1 ngày rưỡi. Họ đình chỉ hậu sự nữa. Đến hôm nay, cũng bị chìm xuống. Có nguồn tin thì lại nói rằng cái việc mà thiếu tướng Trần Văn Thanh, rồi thiếu tá Đinh Công Sát và cái việc mới đây đó, trung tá Dương Ngọc Tiến
là trưởng văn phòng đại diện báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh tại Hà Nội bị bắt và bị khởi tố hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm hại lợi ích của nhà nước, thì những cái chuyện đó nó có liên hệ gì đến ông Nguyễn Bá Thanh hay không ạ? Có liên quan, bởi vì trong vụ án đó họ cho rằng là ông Dương Văn Tiến và ông Đinh Công Sát á, là đem cái bãi bãi mà trước đây mà quy ông Thanh tham ô với bảy á, đưa ra là tố nhỏ ông Thanh như thế là lợi dụng quyền tự do dân chủ để rồi đưa ông Thanh ra trước ánh sáng. Với cái nhìn của ông là cái trường hợp ông Trung tá Dương Ngọc Tiến và ông Thiếu tá Đinh Công Sát là không có cái liên hệ gì với ông Thiếu tướng Trần Văn Thanh hay sao? Tôi cho rằng không có liên hệ, bởi vì trước tòa là ông Dương Tiến là ông không nhận, ông không có dính líu về cái chuyện như Trần Văn Thanh hết. Việc ổng làm là việc ổng là một nhà báo chống tham nhũng, bây giờ là muốn chụp cái mũ cho ông với cái quần là ông dính líu cả, ông không nhận vậy. Họ chụp đi một cái mũ để mà trị những ai mà không đồng tình với họ nha. Họ tìm những ai là người không đồng tình, người nào mà đứng chống tham nhũng là bị chụp mũ. Nhưng mà việc tướng Trần Văn Thanh là tránh thanh tra Bộ Công an bị kỷ luật là có liên hệ đến tố cáo về cái việc mà ông Nguyễn Bá Thanh, bí thư tỉnh ủy Đà Nẵng. Cái quan điểm của ông Trần Văn Thanh vẫn lâu vụ án ra, tham nhũng nhận hối lộ không thể dập được, mà vì một cái thế của họ buộc ông Thanh phải dập chúng, họ buộc ông Thanh phải dần làm miệng đi, anh được nói, anh muốn còn những chức vụ của anh Thanh được nói. Nhưng mà ông Thanh ổng tin, ổng ý của ổng mà phải đưa ra, người ta bao che cho bọn tham nhũng. Lúc này Nguyễn Bá Thanh là chủ tịch, ổng là giám đốc công an, ổng thấy Nguyễn Bá Thanh là nhận hối lộ quá nhiều, ổng lập chuyên án. Ông lên phương án là đánh Nguyễn Bá Thanh là thân nhũng. Nhưng cuối cùng cho cây nhà bô trai á, họ bô trai về đánh ông Thanh rồi, họ không giống, họ đi ông Trần Văn Thanh ra Hà Nội. Phan ông lên thiếu tướng mà, để cách biệt Nguyễn Bá Thanh, cho ông Trần Văn Thanh không dính gì với đàn nữa. Vừa rồi là những ghi nhận quanh việc kỷ luật đảng với một số quan chức trong ngành công an và lãnh đạo tỉnh có liên quan đến việc phòng chống tham nhũng tại Việt Nam. Câu hỏi luôn được dư luận quan tâm, bởi những thực tế chống tham nhũng ngay trong nội tỉnh Đảng Cộng sản Việt Nam như vậy, người ta không hiểu, trong Hội nghị Trung ương 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, vấn đề thực hiện nghị quyết Trung ương 3 về phòng chống tham nhũng sẽ được bàn và rút kinh nghiệm ra sao? Liệu công cuộc chống tham nhũng tại Việt Nam sẽ đi về đâu? Việt Hùng, Đài Á Châu Tự Do.